Rồi xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 7, em ơi lên cho mình là 10 con máy cắt cỏ và hai cái đầu gời ha. Đầu này đầu gời 260 nha. Về anh em có thể chế cháo cũng được ha. Rồi hôm nay em lên cho mình lô chữ R nha, từ con R1 cho tới con R10. Anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này thì bên em có dùng Zalo nha, anh em gọi trực tiếp hoặc gọi Zalo là được ha. Thì hình thức mua bán ở đây của tụi em sẽ là bao cho anh em là tặng nhà nha. Đó, bao ship tặng nhà, không cần phải đặt cọc, là khi mà anh em chốt hàng là chỉ việc cho em địa chỉ số điện thoại thôi là em giao tặng nhà luôn. Hàng đến thì anh em có quyền được kiểm tra máy nè, có quyền được giật đồ thử luôn. Đó, ok là hết thì anh em thanh toán shipper. Giá ở đây thì trên mỗi con máy đều có giá riêng hết luôn này. Đó, đúng giá tới nơi anh em thử hàng, phụ tùng đi kèm 6 món, giá đúng trên máy nha, chứ không có thêm. Ví dụ như anh em mua thêm nhớt tính thêm tiền, còn bơm nước thì tính thêm bơm nước ha. Còn ví dụ như anh em không mua thêm nữa thì đúng giá trên máy anh em trả tiền shipper thôi. Rồi địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Anh em ở gần đây thì có thể chạy đến cửa hàng em xem máy luôn nha. Anh em đến tới nơi mua máy thì em sẽ giảm tiền phí lại cho anh em nữa. Rồi xem clip thì nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi bây giờ em sẽ quay trước là hai cái đầu máy nha anh em. Cái đầu tiên là của thằng Maru ha. Thằng Maru đầu vuông. Rồi cái này là Maru 20 nha anh em, nòng 30 ly 20cc nè. Máy thì bên em đã làm nổ hoàn thành hết rồi. Về việc ví dụ như anh em ở nhà có cái bộ cần mà cắt cỏ mà cần thẳng á thì anh em gáp vô nó cắt cỏ luôn. Còn không thì anh em gáp vô cái thùng xịt thuốc ha. Vì nó tum là tum gờ 260. Thì cái này bên em anh em chốt bên em sẽ tặng cho mình cặp bố nè và bốn ốc tum luôn. Về anh em vừa là anh em lắp vô anh em xài thôi. Công tắc làm đây ha. Do test nổ cho nên là em phải tháo cái bố ra để em hỏi dằn anh em. Bình xăng con zin nè. Ở cái đầu máy này là 800.000 bao ship cho anh em. Anh em chốt thì nó là Maru 20 ha, đầu Maru 20 800.000 bao ship, tặng cho anh em cặp bố 4 ốc ha. Rồi cái đầu tiếp theo là cái đầu của thằng TL20 nha anh em. Rồi, con này là con TL20 dòng Mitsubishi nè, nòng cũng 30 ly 20cc nè. Mà cái hạng này với nó là xịn sò nhất luôn rồi ha. Đối với cái dòng máy anh em dùng gia đình, con này được cái trang bị là bình xăng con hai kim zin theo máy luôn nha anh em, quá đã luôn. Hai kim này theo máy luôn ha. Tum thì nó cũng là tum G260 nữa nè. Hàng thì chốt anh em cũng tặng cho anh em cặp bố là bốn ốc tum nha. TL20 ha. Công tắc thì cái này để nữa em kêu cho thợ nó gắp công tắc mới nằm đây nha anh em. Gắp công tắc ấn đây cho anh em ha, công tắc mới. Rồi cái đầu xuống đầu này của thằng TL20 anh em, giá 900.000 bao ship nha. Anh em chốt thì anh em nói là cái đầu Mitsubishi TL20 giá 900.000 giùm em ha. Rồi. Bắt đầu từ con R1 nè. Nếu anh em chốt là bên em sẽ tặng kèm cho anh em là 6 món phụ tùng nha anh em. Rồi con đầu tiên con R1. Từ con R1 này trở tới con R10 đó là anh em chốt, là khi mà anh em chốt sẽ được là 6 món phụ tùng bao ship tặng nhà luôn. Đó, ví dụ như con R1 nè, giá là 1.1 triệu đúng không, là anh em chốt cho em địa chỉ số điện thoại, giao hàng tới nơi anh em kiểm tra có đúng máy mình đặt không, rồi anh em đưa xăng khoa nhớt vô anh em thử, ok hết thì anh em thanh toán shipper là 1.1 triệu là đủ ha, không có phát sinh thêm gì. Rồi chi tiết con R1 này đó, đó là Tanaka nha anh em, nòng 30 ly 20cc. Dòng này thì bên em còn gọi là Tanaka vượt sau nha, do cái chụp vượt nó nằm phía sau cái tum nè. Đây chụp giật nè ha, cái tâm nằm đây. Còn không thì anh em gọi là Tanaka mặt phẳng cũng được. Cái chân trống nó nằm phía trước luôn anh em, chỗ chụp giật luôn nè ha. Chân chỗ bình xăng. Bình xăng con này thì nó là bình xăng con hai kim mới của Wango.
Nếu cái này mà anh em dùng gia đình thì nó là cực kỳ ok luôn em. Thứ nhất gọn nhẹ nè, thứ hai giá rẻ nữa ha, mà xài cũng khá là tiết kiệm xăng cho anh em luôn. Tum con này thì nó là tum gời, tum nhôm ha, công tắc ấn nha nè. Đây, rất là dễ sử dụng luôn. Áo của này là liền lạc hết nha, không có bể vỡ nha anh em. Đây, liền lạc zin theo máy cho anh em hết. Tay lái là tay lái đôi, gai giữ nè, lắp đầu bò đầy đủ hết nha anh em. Con này nếu như anh em có nhu cầu thì mình có thể gắp cái lưỡi vô, mình gắp cái lồng gom cỏ, lồng gom lúa luôn nha anh em. Gom cỏ thì cái nào sao cũng được, nhưng mà con này là cái đầu bò ba lỗ nè. Đó, nếu anh em cần là có thể gắp cái lồng gom lúa cho anh em xài luôn nha. Mình gắp cái lưỡi dao thêm cái lồng gom lúa nữa là mình thu hoạch lúa được luôn ha. Rồi, con R1 giá 1,1 triệu. R2 Rồi, R2 là con Estin FS22 nha anh em, nồng 32 ly nè, 22cc. Cái hệ này thì Estin thì nó chuyên về là máy móc nó rất là bền nha anh em. Đó, giống như là hệ của thằng Sinewai của Masu rồi đó. Là nó chuyên về móc nó rất là bền ha. Con này bình xăng con thì nó là bình xăng con 2 kim mới, cũng là quanh gồ cho anh em luôn nè nha. Tum thì nó là tum liền, tum nhựa. Tum thì còn trắng đẹp luôn. Số series máy là 999 nè anh em, 66 ha. Ủa lộn, đọc ngược. 407-6699-66 anh em, tập ngược anh em. Số series này nha. Cái này nếu anh em đang có thể coi thì anh em có thể chụp màn hình điện thoại luôn để mình kiểm tra máy, kiểm tra số series luôn ha. Rồi, công tắc ấn, đọc không biết sao đọc ngược hay thì chứ. Rồi, tấm liền tấm nhựa nha anh em. Tay lái đôi, gai giữ nè, láp trắng cỏ đầu bò zin. Con này láp là tem mát còn đủ hết luôn ha. Nó tem mát còn nguyên si anh em, trắng cỏ zin luôn, cũng không có bị mẻ, không bị bể cái nào luôn. Rồi, R2 giá 1,2 triệu. R3 R3 là con Sindewa nha anh em. Con này thì nó là G20 ha, nòng 30 ly, 20cc. Trong cái vỏ nòng nó có dập cho anh em luôn nè. Đó, R20 Sindewa anh em, dập nổi luôn ha. Nòng 30 ly, 20cc, cũng là thuộc dạng máy cho anh em dùng gia đình, cắt cỏ vườn, cỏ nhà, cỏ nhỏ nha. Bình xăng con thì bên em cũng đã lên cho anh em là bình xăng con 2 kim mới quanh gồ nè. Đó, tum thì nó là tum gời, tum nhôm nha anh em. Nước sơn còn đẹp luôn nha. Số series máy là 901-4676 ha. Đây, S20 công tắc ấn nha anh em, bộ trắng tươi luôn ha. Áo thì liền lạc cho anh em hết nha, không có bể vỡ nha anh em. Tôm khá là đẹp ha, tôm màu bạc. Rồi, ta lấy đôi gai giữ nha. Con này cái cùm là nước sơn zin luôn nè. Không, trên láp nó cũng có tem cho anh em R20 ha. Trắng cỏ đầu bò zin, trắng cỏ thì cũng liền lạc cho anh em, không có bể vỡ nha anh em. Đây, rồi R3 giá 1,2 triệu. R4 quá nhị luôn. Con này cái hơi quá căng luôn em. À, hơi căng bởi vì anh em kéo giật lên cái cô tô là chạy luôn à. Đó, mặt cái tiếng bồ nghe ra đúng sướng luôn ha. Con này là con Zeno Komatsu G2KC nha. Do cái chụp giật nó bị mắc cái tem đó anh em, cho nên em lấy đỡ cái tem của thằng G2K vô. Nó cũng đúng luôn, nhưng mà có cái nó khí chi xê thôi. Khí chi xê sao mà nó chênh lệch cái công suất nha. Ví dụ như G2K thì nó nồng 34 ly 26cc, còn G2KC á thì nó 32 ly 23cc. Đó, thì đó ví dụ như con R4 này hiện tại em đang like đi. Nó là nòng 32 ly 23cc dòng Zeno Komatsu G2KC ha, anh em nhớ giùm em. Rồi, con này thì nói chung máy móc đồ rất là ngon, hơi hiếc là căng bực bực luôn, thấy không? Hơi căng bực bực luôn, nổ thì rất là giòn, có cái là cái dàn áo á nó bị nứt nè, cho nên là em có chấm lại cho anh em liền này nha.
này chấm lại nè, với lại ở đây ha, đó là do cái dàn áo nó bị vậy thì em có làm vậy thôi, chứ máy móc rồi là ok ngon lành hết nha anh em. Thì cái này là hình thức bên ngoài thôi chứ không ảnh hưởng gì tới máy nha. Rồi bình xăng con này thì nó là bình xăng con hai kim mới của anh Gồ, trong lốc nó có dập chữ Geno cho anh em luôn đây, đó chữ dập nổi nha anh em, tâm liền tâm nhựa ha. Máy móc con này là xài là bao sướng luôn nha anh em, cắt có cứng có bụi thì anh em cắt bằng lưỡi dao, còn anh em mà cắt con nhỏ ha là anh em cắt bằng cước là bao ngon luôn. Rồi tay lấy đôi gai giữ nha, láp đầu bò đầy đủ cho anh em hết nè, thấy không, tem mát còn nguyên si luôn. R4 giá 1,2 triệu, R5 R5 là con Hitachi nha anh em. Đó, Hitachi, Hikuki, Tanaka cái gì cũng được. Mà cái tem áo nó dán cái gì mình đọc cái đó thôi. Nồng của nó là 33 ly ha, 24cc anh em. Chụp giật trợ lực luôn. Giật rất là nhẹ nhàng nha. Anh em thấy kéo lên cái nhẹ là chạy luôn á. Vừa nhẹ mà lại vừa nhảy nổ nữa ha. Đó, con này thì bình xăng con thì bên em cũng đã lên cho anh em là bình xăng con hay kim mới nè, cho nên rất là nhảy nổ cho mình luôn. Áo thì liền lạc không bể vỡ, bô trắng tươi luôn ha. Bô của nó rất là sáng nha anh em. Rồi tâm liền tâm nhựa đây mới nói luôn, Hikuki. Thường cái màu này thì em quen gọi Hitachi không à, mà cái tem nó dán Hikuki nè cho nên mình gọi là Hikuki anh em. Công tắc ấn ha, chân chống bảo vệ bình xăng còn đầy đủ cho mình luôn. Đó, tay lái đôi gai giữ nè, công tắc con này thì nó nằm trên đầu máy ha. Đây lắp đầu bò đầy đủ nha anh em, tem mát còn đủ cho mình hết luôn. Hitachi, Hikuki, Tanaka gọi tên nào cũng được nha. R5 giá 1,3 triệu, R6 Rồi, R6 là con ngay chú trắng nha anh em. Nồng con này là 33 ly, công suất nó là 24cc ha, CT24. Con này chụp giật có trợ lực nè. Bình xăng con thì bên em cũng đã lên cho anh em là bình xăng con hai kim mới nha anh em, hai kim quanh gồ nha. Đây, tên máy đây. CT24 nè. Số series là 58003006 ha. Cái chân chống bảo vệ bình xăng còn đầy đủ luôn. Đó, tâm con này thì nó là tâm liền, tâm nhôm nha anh em. Đây, nước sơn đều gan luôn ha. Sơn rất là đều. Cái bách ga con này thì anh em nhớ lưu ý nha, nếu anh em sử dụng bách ga này á thì mình giữ cái tay đen này vô, mình kéo cái ga xuống, buông là tự động nó chảy về. Thấy không? Công tắc thì nằm trên láp luôn. Tay lái thì nó là tay lái đơn. Đó, nếu mà anh em sử dụng cái tay lái này thì anh em nhớ cái bóp ga này. Còn nếu như anh em không thích xài tay lái đơn thì có thể đổi qua bên tay lái đôi. Tay lái đôi thì bên em đổi miễn phí, lúc mà anh em chốt thì cứ báo anh em sẽ đổi cho mình ha, không tính tiền nha anh em. Rồi, láp còn tem nè, Echo CT24 ha. Trắng cỏ đầu bò zin, trắng cỏ thì cũng liền lạc cho anh em không có bể vỡ nha anh em. Đó. R6 giá 1,4 triệu. R7. R7 là con Mitsubishi TB23 nha. Nồng con này là 32 ly, 23cc. Số series là 016680 ha. Đây số series máy. Bô trắng nè anh em. Đó, áo thì liền lạc không có bể vỡ nha, đặc biệt nó còn đỏ keng cho anh em luôn. Đều gan luôn nha anh em, nước sơn đều gan ha. À, con này thì được cái là bình xăng con hay kim zin luôn nha. Máy móc của Mitsubishi mà được hai kim cái nữa thì phải nói là chạy cực kỳ tiết kiệm xăng. Hay rồi anh em còn hay nói là ăn xăng như mèo hử á ha. Đó, trong lốc thì nó có dập mách in da băng, chữ dập nổi luôn ha, chữ rất là to nè. Chân chống bảo vệ bình xăng còn đầy đủ nè, cho nên bình xăng lớn này vẫn còn là bình xăng zin luôn. Công tắc thì nó là công tắc ấn ha. Rồi tâm liền tâm nhựa nha, ga này ga giữ nè. Đó,
tay lái thì thuộc dạng của tay lái đơn, thì giống như cái con R6 hồi nãy em nói á, anh em thích thì để xài được quen thì anh em sẽ để tay đơn, còn nếu xài không quen thì có thể đổi qua tay đôi. Đổi thì bên em sẽ đổi miễn phí cho anh em, không có tính tiền ha. Lắp đầu bòi đủ ha, zin nguyên bản hết luôn nha anh em. R7 giá 1,7 triệu, R8 R8 là con Mitsubishi TL23 nha. Đó, nòng 31 ly, 23cc nha anh em. Nãy con kia TB, còn con này con TL ha, cũng là hệ của Mitsubishi luôn. Thì máy móc thì cũng là của thằng Mitsubishi rồi, mà được cái là trang bị là hai kim zin luôn nha anh em. Đó, rất là xịn sò, rất là tiết kiệm xăng luôn. Bình xăng lớn là bình zin nè. Trong lốp thì nó có dập mắt in da băng, chữ dập nổi cho anh em này ha. Đó, chữ rất là to, rất là rõ, rất là còn mới luôn nha anh em. Rồi chân chống bao giờ bình xăng còn đầy đủ. Hồi này nó khác cái thằng TB ở chỗ là nó là tum G nha anh em. Tum G tum 260 luôn, giống như cái đầu máy hồi nãy có quay cho anh em đầu clip đó. Cái đầu máy thằng nãy đầu thì nó tên là 20 thôi, còn này thì được cái là tên là 23 ha, công suất nó lớn hơn. Rồi, công tắc ấn nè. Tay lái thì nó là tay lái đôi mà kiểu như dạng như tay lợt á, anh em có thể là sử dụng cắt cỏ trong thời gian liên tục lâu sẽ rất là đỡ mỏi. Gây dữ ha. Đáp đầu bòi đủ nha anh em. Rồi, tem mát đây. TL23. Suzuki con này là 194660 nha ha. R8 giá 1,750,000. R9 chính con này là con Echo 26 nha anh em, nòng 34 ly, 26cc ha. Con này thì chụp giật nó có trợ lực luôn, bởi vì kéo lên rất là nhẹ nhàng nha. Bình xăng con này là bình xăng con hay kim zin nè, vú bình xăng là vú lớn luôn nè ha. Xăng lên rất là nhanh nha anh em. Áo thì liền lạc không bể vỡ, đặc biệt anh em nhìn cái áo bô nó tạo cái dòng cung nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn nha anh em. À, một cái điểm nhấn mà gọi là riêng biệt của nó luôn ha. Rồi bình xăng lớn là bình zin nè. Khung bảo vệ bình xăng thì nó dập nó bao từ trước ra sau cho anh em luôn. Nhìn nó rất là chắc chắn luôn ha, rất là an toàn. Tên máy là 26A nè. Số series là 5800-6531 nha. Mắt in da băng còn đầy đủ luôn ha. Rồi, tum thì nó là tum liền, tum nhôm nha anh em. Nước sơn còn đều gan cho mình luôn. Con này thì được cái hay là tay ga, là tay ga bóp luôn ha. Bóp để bóp mũi dịch nè anh em. Đó, hay gọi là bóp dinh đó. Đó, công tắc trên tay. Theo xuống mũi tên xuống là tắt nè, ngược lên là mở ha. Lắp đầu bò đầy đủ nha anh em. Con này là zin nguyên bản hết trợ lực, tay bóp hệ luôn. R9 giá 1,8 triệu. R10 R10 là con Maru 26 nha, nòng 34 ly, 26cc nè. Con này cái dàn áo là như mới luôn, chưa nám miếng nào nè. Tới cái chỗ mà xả khói bô cũng chưa có miếng nám luôn nè. Áo rất là đẹp luôn ha. Nòng con này 34 ly, 26cc nè. Bô thì còn bao trắng luôn. Trên cái bô nó có để số 26 cho mình luôn nè. Đó, của Maru 26 ha. Rồi bình xăng con này là bình xăng zin nha nè. Bình xăng lớn nó cũng là bình zin nè. Trong lốc con này nó cũng có dập mắt in da băng luôn nha. Số xe ghi dập nổi luôn nè. 771972 ha. Đó, hai cục cao su bảo vệ bình xăng còn đủ hai cục cho anh em luôn. Rồi, tum liền, tum nhựa anh em. Công tắc thì nó là công tắc ấn theo máy luôn nha. Nè, anh em ấn nhẹ vô cái tắt thôi. Ta lấy đôi, ra giữ. Lắp đầu bò đầy đủ. Lắp thì tem mát còn đủ hết luôn nha anh em. Trên đây có để là BC26 này ha. Đó, Eco. Rồi, R10 giá 1,8 triệu nha anh em. Nòng 34 ly, 26cc ha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em hoặc là qua Zalo nha.
chào tất cả anh em.